Cảm nhận được nguy hiểm, chú mèo cứu chủ nhân thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cho cộng đồng mạng ai nghe cũng sợ đến sởn tóc gáy. Cụ thể, cô gái trong đoạn clip chia sẻ lại rằng buổi tối hôm đó cô dắt mèo đi dạo như bình thường, nhưng lúc đi qua một con đường tối và vắng vẻ thì chẳng hiểu sao em mèo lại trở nên căng thẳng lạ thường, ánh mắt sắc bén và thận trọng giống như đang dè chừng cái gì đó. Nó liên tục đi trước ngáng chân cô, không cho cô đi, đồng thời kêu lên giống như muốn cản cô lại. Khi ấy, cô gái này chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng em mèo nhà mình không thích con đường này và đang đùa giỡn với mình thôi. Thế nhưng càng đi xa hơn trên con đường đó, em mèo lại càng trở nên căng thẳng và cảnh giác hơn. Thậm chí nó còn cắn vào chân của chủ mình 2 lần và tỏ ra rất dữ dằn, nhất quyết không cho cô đi tiếp con đường này. Cuối cùng chiều lòng bé mèo nhà mình, cô gái đã không đi tiếp nữa và trở về nhà. Đến lúc này thì bé mèo mới bình tĩnh và ngoan ngoãn trở lại, cũng không cản chân cô nữa. Và sự thật đáng kinh hoàng là sau đó, khi cô gái xem tin biết được rằng con đường mà ngày hôm đó mình dẫn bé mèo đi qua đã có xe cảnh sát đến đậu, chỗ gần đó đã từng xảy ra vụ án một cô gái bị hại. Và đây cũng là vụ án mạng thứ 3 xảy ra ở thành phố trong thời gian đó. Đáng sợ hơn là khi cô gái này đăng đoạn video lên Douyin và kể lại câu chuyện trên, cư dân mạng đã nhìn ra được một bóng người ở đằng xa đang đứng sát bên, theo dõi con đường cô và bé mèo đi. Chắc hẳn với những giác quan nhạy bén của mình, bé mèo đã nhận ra được sự nguy hiểm trên con đường này nên mới bằng mọi cách ngăn cản chủ nhân của mình. Thật không dám nghĩ chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với cô nếu như hôm đó không có bé mèo nhà mình cạnh bên. Linh tính của động vật quá thật là kỳ diệu đúng không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé!